Tình hình mất trắng trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên đang đặt ra nhiều lo ngại, đặc biệt là việc thu hẹp quy mô của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải tại tỉnh Thái Bình. Vào tháng 4 vừa qua, sự ra đi của hơn 11.000 ha diện tích đã khiến cho cộng đồng môi trường và dư luận bức xúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua quyết định số 731, trong đó xác định vị trí và quy mô của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. Khu bảo tồn này tọa lạc tại ba xã Nam Phú, Nam Hưng và Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Quyết định này đã thu hẹp quy mô khu bảo tồn từ 12.500 ha, như được xác định trong quyết định 2159 vào năm 2014, xuống còn 1.320 ha. Theo quyết định số 731, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải sẽ nằm tại vùng ngoài đê biển, tiếp giáp với ba xã nêu trên. Tuy nhiên, những giới hạn này cũng đồng nghĩa với việc khu bảo tồn sẽ giáp với quy hoạch đô thị, dịch vụ, nghỉ dưỡng và thậm chí cả sân golf Cồn Vành, Cồn Thủ. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải có mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái cây ngập mặn. Tổng diện tích của khu bảo tồn bao gồm 632 ha đất rừng ngập mặn và 688 ha đất chưa có rừng. Điểm đáng lưu ý là quyết định xác định ranh giới của khu bảo tồn dựa trên 38 điểm tọa độ từ P1 đến P38. Mất đi diện tích quý báu của khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải đặt ra nhiều câu hỏi về việc bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của vùng biển này. Nhưng cũng cần thêm thông tin và thảo luận để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hậu quả của quyết định thu hẹp quy mô này. Việc quyết định thu hẹp diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải tại tỉnh Thái Bình gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, nêu lên tương quan căng thẳng giữa việc thúc đẩy kế hoạch kinh tế vùng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu điều chỉnh diện tích khu bảo tồn để phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Năm 2019, quyết định số 1486 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, với tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng trong khu vực. Tuy nhiên, việc đồng bộ hóa giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là một thách thức. Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải đã từng được xác lập theo quyết định 2159 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhằm bảo vệ và duy trì hệ sinh thái đặc biệt của khu vực đất ngập nước này. Sự chênh lệch giữa quyết định thu hẹp diện tích khu bảo tồn và mục tiêu bảo vệ thiên nhiên đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại. Ông Đặng Văn Khương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, cho biết rằng xã Nam Phú có diện tích nằm trong khu bảo tồn Tiền Hải. Tuy nhiên, việc định danh khu này liệu có phải là khu bảo tồn hay khu rừng đặc dụng vẫn còn đang tranh luận, bởi quyết định của tỉnh đã gây ra nhiều sự nhầm lẫn và bất đồng quan điểm. Hiện tình trạng của khu rừng đặc dụng này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong việc quản lý và phát triển. Sự thay đổi diện tích khu bảo tồn có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái đặc biệt của khu vực này, đặc biệt là các loài động và thực vật quý hiếm. Việc xây dựng khu kinh tế và các dự án phát triển kinh tế có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, gây thiệt hại đáng kể cho cảnh quan và nguồn tài nguyên thiên nhiên.